Khi tỉnh dậy, một người đàn ông phát hiện bốn chiếc răng giả biến mất và cảm thấy đau cổ họng nên vào bệnh viện khám. Các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát hiện bốn chiếc răng giả bị kẹt trong phế quản và đã phải tiến hành nội soi can thiệp thành công. Bệnh nhân là người đàn ông 52 tuổi, quê Cà Mau, lúc đi ngủ quên tháo hàm răng giả, trong đêm bệnh nhân có ho một tiếng Đến lúc tỉnh dậy, người đàn ông phát hiện bốn răng giả ở hàm trên bị mất nên hoảng hốt. Ông cảm thấy đau ở cổ nên nghĩ đã nuốt răng giả vào bụng. Bệnh nhân đến cơ sở y tế tại địa phương khám, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại bệnh viện, bác sĩ hội trần và chỉ định nội soi phế quản để lấy dị vật cho bệnh nhân. Sau 30 phút, bác sĩ đã lấy thành công dị vật là bốn răng giả móc ngay phế quản của bệnh nhân. Hiện bệnh nhân khỏe, hết đau cổ, phổi thông khí. Theo bác sĩ, nuốt phải dị vật là tai nạn thường gặp và phần lớn dị vật sẽ tự trôi qua ống tiêu hóa trước khi đào thải ra ngoài. Tuy nhiên thì có những dị vật cứng to như là răng giả, móc cài của răng bị mắc kẹt tại vùng hẹp của thực quản nằm ở gần ngực, nơi mà có rất nhiều những mạch máu lớn bị tắc lại ở chỗ hẹp và làm viêm loét thủng đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Bác sĩ cũng khuyến cáo các bệnh nhân lắp răng giả cần phải ngay kỹ, uống chậm để tránh việc nuốt sặc dễ khiến cho dị vật rơi lọt vào thực quản và dạ dày.